Tuổi Tuất vận khí thăng trầm, cần bình tĩnh, thận trọng, sẽ bình an. Chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mệnh Tài Lộc ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, quý vị thân mến, đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mỗi người đều phải trải qua những khó khăn trắc trở, thất bại. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn cần đối diện với vấn đề một cách bình tĩnh. Dân gian có câu ngũ thập nhi chi thiên mệnh, nghĩa là 50 tuổi mới có thể thông suốt chân lý của tạo hóa, từ đó hiểu được điều gì là quan trọng nhất. Và khi đến tuổi 50, chỉ cần bạn làm tốt 3 điều này thì những 5 năm sau này bạn sẽ được sống hạnh phúc. Khi một người đến tuổi 50, tóc bạc dần, nếp nhăn trở nên dài và rõ. Nhưng càng đi càng thêm tuổi, sẽ càng nhìn thấu cuộc đời. Sau 50 tuổi, tam quan của một người quan trọng hơn ngũ quan. Tam quan là được cấu thành từ 3 yếu tố gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Còn ngũ quan là chỉ 5 bộ phận trên khuôn mặt người gồm mắt, mũi, miệng, tai và lông mày. Người tuổi 50 đề cao sự suy nghĩ, nhận thức hơn vẻ bề ngoài. Đầu tiên là quan niệm về tuổi tác, nếu không nghĩ đến già thì sẽ không già. Tuổi tác không được định nghĩa bởi con số mà là một trạng thái của tâm trí. Thứ hai, quan niệm về danh lợi, học cách buông bỏ. Nửa đời đầu dốc lòng vì danh lợi, chỉ quan tâm đến vinh hoa phú quý. Về già bạn sẽ nhận ra danh lợi như khói, phú quý như mây, sống tự do tự tại mới là chân lý ở đời. Thứ ba là nhân sinh quan, vật chất ít ỏi mà tấm lòng phong phú. Một người càng chạy theo những phù phiếm bề ngoài, càng dễ mệt mỏi. Hãy làm phép trừ cho đời, làm phép cộng cho trái tim, đó là trạng thái tốt nhất của cuộc sống. Bước sang năm 2024 này, tuổi Tuất sẽ đón năm mới với vận trình hung cát đan xen, may rủi khó lường. Người tuổi Tuất cần hết sức cảnh giác với những thay đổi bất ngờ, có thể phải đưa ra một số quyết định nhanh chóng. Vậy để tìm hiểu rõ hơn, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu chi tiết tử vi của tuổi Tuất trên từng phương diện cụ thể dưới đây. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tính cách của người tuổi Tuất. Người sinh năm Tuất nói chung là người chính trực, thành thật, thẳng thắn, giàu lòng chính nghĩa. Họ cũng một lòng một dạ hết lòng vì công việc. Ở người tuổi Tuất luôn có lòng kiên định và có dũng khí lao lên phía trước vì mục tiêu. Sống rất nhiệt tình, trung thành, yêu cầu cá nhân ít, có lòng thương người và hay đồng cảm với nỗi khổ đau, mất mát của người khác. Người tuổi Tuất cũng có tính cách yêu chính nghĩa và sẵn sàng khiêu chiến với những bất công vô lý, ghét gian tà xảo trá, thích tự do, bình đẳng và dân chủ, có khả năng chịu đựng được gian khổ, hoạn nạn và đồng hóa được hoàn cảnh môi trường. Khi làm việc thường khách quan, chú ý hiện thực. Người tuổi Tuất thường phân chia mọi người theo hai kiểu, bạn bè và đối thủ, không có người đứng giữa. Khi giao tiếp với người khác, họ rất thích tìm hiểu xem người đó là bạn hay thù. Đương nhiên, họ sẽ không vô duyên cớ mà kết luận vội vàng cho người khác. Nhưng một khi đã có thành kiến với ai thì sẽ rất khó sửa. Người tuổi Tuất có cuộc đời khá mạnh mẽ. Về tiền tài càng về sau càng làm ăn phát triển thịnh vượng. Vốn là những người thông minh, hiểu thiên cơ, lại được trang bị kiến thức nên trong hoàn cảnh nào họ cũng làm ra tiền bạc và hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc. Đối với người tuổi Tuất làm nghề kinh doanh buôn bán, tuy bận rộn lo toan vất vả, song lộc đến khá lớn. Trong đầu tư kinh doanh phải kiên trì tích lũy, tích tiểu thành đại mới thành công. Về điền sản, người tuổi Tuất nhờ tích lũy mà sẽ có nhà cửa khang trang, có người nhờ gia sản tổ tiên để lại, có người nhờ chồng con mà có. Cuộc đời của những người tuổi Tuất cũng gặp nhiều gian truân khổ ải mới thành đạt. Người tuổi Tuất có đặc điểm tâm lý rất thích đi rong chơi du lịch đó đây, và những chuyến viễn du như thế họ rất thỏa thích. Người tuổi Tuất mưu cầu hạnh phúc, thành đạt trong cuộc đời phải chú ý ngăn ngừa, khống chế các nhược điểm sau đây, đề phòng khuynh hướng mù quáng trong kinh doanh, tránh ngoan cố, bảo thủ, nên lắng nghe ý kiến của người khác. Khi kết bạn phải có thời gian kiểm nghiệm, quan sát, tránh vội vã sẽ mang vạ vào thân. Tránh sĩ diện khi làm việc sai sót lại không dám nhìn thẳng vào sự thật để rút ra bài học. Nhìn chung người tuổi Tuất không mấy nhàn hạ mà phải lao động cật lực mới có được. Song không ít người ở tuổi này có tài năng phi phàm, thậm chí có người trở thành chính khách,
nguyên thủ quốc gia hoặc nhà nghiên cứu có tên tuổi. Họ rất mẫn cảm và nhạy bén với tình yêu và cách thể hiện khá bộc trực. Song đa phần người tuổi Tuất sống bằng thế giới nội tâm, rất ít khi biểu lộ ra bên ngoài. Điều này là nhược điểm của họ khi thể hiện tình yêu. Nhưng do họ có đức tính nghĩa hiệp trung thực với bạn bè, ra đường hễ thấy bất bằng chẳng tha nên khiến các bạn khác giới đặc biệt kính nể. Nhìn chung, người tuổi Tuất có tình yêu trung thực và thẳng thắn được người đời ghi nhận và tôn trọng. Những người ở tuổi này hầu hết khi kết hôn đều là những cặp tình yêu, hôn nhân tốt. Nếu là nữ, họ rất trung thực với chồng, luôn tạo dựng cho chồng một cuộc sống gia đình êm ấm đáng tin cậy. Theo dõi tổng quan về tử vi của tuổi Tuất trong năm 2024 cho thấy, trong vận trình tổng thể năm 2024 này, người tuổi Tuất sẽ đối mặt với nhiều cơ hội để thăng tiến trong cuộc sống. Đồng thời, sẽ có những trở ngại phải vượt qua. Tuổi Tuất sẽ không gặp vấn đề gì khi sử dụng khả năng bẩm sinh của mình để đạt được các mục tiêu và mong muốn phát triển bản thân trong quá trình này. Đúng là bạn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong một số lĩnh vực nhất định trong cuộc sống. Nhưng những điều này sẽ được thực hiện một cách nhẹ nhàng. Bạn sẽ không cảm thấy choáng ngợp hay căng thẳng quá nhiều. Cục diện xung thái tuế xuất hiện, mang theo trở ngại dưới đủ mọi hình thức, khiến năm này trở nên đầy thách thức với người tuổi Tuất. Bạn đừng ngạc nhiên nếu mọi việc đang có vẻ hết sức trôi chảy đột nhiên gặp hết trục trặc này tới trục trặc khác. Năm này là bài thử nghiệm tính kiên trì của bạn. Năng lượng nặng nề sẽ được giải tỏa vào cuối năm, nhưng những người không đủ quyết tâm và can đảm sẽ đầu hàng từ rất sớm. Hãy nhìn nhận thất bại như các bài học kinh nghiệm nhưng đừng để chúng khiến bạn lạc hướng. Tiếp tục duy trì mục tiêu, tìm cách khác để tới được mục tiêu nếu kế hoạch cũ đổ bể. Khi bạn có thái độ đúng đắn, những trở ngại tạm thời có thể biến thành may mắn. Tương xung xuất hiện, khiến mọi việc có thể sẽ diễn ra không đúng như những gì tuổi Tuất kỳ vọng và khiến cho con ráp này không khỏi bực dọc, nhất là khi ai đó bị kẻ xấu phá đám vào những phút cuối. Tuy nhiên, người tuổi Tuất nên giữ bình tĩnh, duy trì sự nhẫn nại, đừng để hỏng việc vì những cảm xúc nhất thời nhé. Ngoài ra, con giáp này cần linh hoạt hơn trong quá trình xử lý tình huống thực tế. Không nên lúc nào cũng tuân theo những quy định cứng nhắc. Đôi khi, việc nghe theo cảm tính lại giúp người tuổi Tuất có những quyết định đúng đắn hơn là dập khuôn nghe theo lý trí. Tại công sở, người tuổi Tuất cảm thấy không thật an toàn. Nhưng đừng để cảm giác lo lắng khiến bạn phạm sai lầm. Giữ vững bình tĩnh kể cả khi mọi việc không được như ý. Đừng để những lời chỉ trích khiến bạn mất hết tinh thần. Hãy cố gắng học hỏi từ những lời góp ý và đừng tìm cách chống đối. Thay đổi thái độ tiếp nhận thông tin để thích nghi với năng lượng xấu của năm. Bạn có thể phải chịu phần thua khi nghĩ mình hoàn toàn đúng. Bạn có thể phải giữ im lặng ngay cả khi bạn có những lời đối đáp hoàn hảo. Nhưng giữ im lặng và tìm cách rút ra bài học sẽ tốt hơn đối mặt với thách thức. Năm này, mọi chuyện là tốt hay xấu tùy thuộc hoàn toàn vào cách nhìn nhận và ứng xử của bạn. Trong kinh doanh, có thể xảy ra giông tố. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng hành động thái quá. Những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn có thể bị đi sai lệch và nếu bắt đầu tìm người để đổ lỗi, bạn sẽ thấy mọi việc từ xấu trở thành tồi tệ. Hãy chấp thuận những lỗi lầm do con người gây ra và những lỗi lầm không cố ý, tìm giải pháp cho vấn đề thay vì đổ lỗi. Tuổi Tuất có thể tận dụng những tình huống như thế này để xây dựng lòng trung thành nơi nhân viên. Hãy cùng nhau giải quyết khó khăn, bạn có thể biến mọi sự thù địch thành sức mạnh. Vận may kinh doanh năm này không tốt, vì vậy hãy bảo toàn lực lượng. Trong một số mối quan hệ, có thể xảy ra nhiều hiểu nhầm. Hãy chấp nhận sự khác biệt và học cách hòa hiệp. Tuổi Tuất có thể làm tốt điều này khi muốn. Hãy tỏ ra thân thiện và hiểu biết, rồi bạn sẽ hóa giải được mọi sự bất đồng nảy sinh. Tóm lại, vận trình người tuổi Tuất sẽ bị ảnh hưởng khá xấu bởi tác động của hạn xung thái tuế trong năm 2024. Bạn sẽ phải suy nghĩ tích cực, dám nghĩ dám làm và dũng cảm hơn khi gặp khó khăn để đảm bảo đi đúng hướng. Bạn có thể bị mất mát, hao hụt khá nhiều về tài chính, thường rơi vào cảnh viêm màng túi bởi những tình huống phát sinh bất khả kháng. Trong năm tới, bạn cũng cần chú ý vấn đề sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt. Về tình cảm, năm Giáp Thìn 2024 sẽ mang đến những dự án cá nhân cho tuổi Tuất. Cho dù bạn đang chuyển nhà, lên kế hoạch cho một đám cưới hay đang đi nghỉ, bạn sẽ có thể hoàn thành tất cả những kế hoạch mà bạn đã dự định trong năm qua và tận hưởng một cuộc sống ngọt ngào hơn, thú vị hơn. Tuổi Tuất thân mến,
thật dễ đặt ra những nguyên tắc nhưng sẽ rất khó tuân theo những nguyên tắc do chính mình đặt ra. Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ để biết mặt rồi nhanh chóng lãng quên. Nhưng sẽ có lúc bạn nhận ra rằng những người bạn gặp trong đời không phải là sự ngẫu nhiên mà là có duyên sắp đặt. Có những cuộc tìm kiếm gần như vô vọng, nhưng nhờ có nó, bạn biết được sức mạnh và điều kỳ diệu của tình yêu. Thật dễ bộc lộ những cảm xúc khi chiến thắng nhưng sẽ rất khó nhìn nhận những thất bại của bản thân. Vừa rồi trên đây là tổng quan về tử vi của tuổi Tuất trong năm 2024. Tiếp theo là phương diện sự nghiệp của tuổi Tuất trong năm 2024. Một năm không mấy tốt lành cho người tuổi Tuất. Sự xuất hiện của xung thái tuế mang tới trở ngại dưới mọi hình thức. Chúng cản trở các kế hoạch, dự án bạn đang tiến hành. Đừng để những bất trắc này khiến bạn mất hết tinh thần. Hãy giải quyết các rắc rối một cách có hệ thống. Nếu bế tắc, hãy lùi lại một bước, tạm gác vấn đề này và quay trở lại với nó sau. Chỉ cần bạn không để mình rơi vào hoảng loạn, mọi việc sẽ tự tìm ra lối thoát. Tránh mạo hiểm hoặc lên kế hoạch cho các sự kiện quan trọng trong năm này. Có thể xảy ra những chuyện khiến bạn phải thất vọng. Hãy sử dụng chúng như những bài học, đừng để chúng khiến bạn tuyệt vọng. Sự nghiệp của tuổi Tuất trong năm tới ở mức trung bình khá, không quá tiêu cực. Người làm công ăn lương có thể nhận được vài thay đổi tích cực tại nơi làm việc, như thường xuyên đi công tác khắp nơi, đi nước ngoài làm việc, đi từ thành phố này sang thành phố khác, đi lại nhiều. Chỉ cần dám thay đổi và nhận những nhiệm vụ mới, bạn vẫn sẽ nhận được những thành quả xứng đáng. Tuổi Tuất trong năm có tương xung lâm vận báo hiệu nhiều điều xui xẻo có thể xuất hiện trong vận trình sự nghiệp. Con giáp này còn chưa hiểu rõ hết lòng người đã vội dốc hết mọi chuyện mình biết ra cho đối phương. Thế giới này không công bằng và có đủ mọi loại người. Nếu bản mệnh còn không chịu nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt thì sẽ sớm bị kẻ xấu hãm hại. Do đó, hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đã bắt tay vào làm việc gì thì phải thật tập trung, chú ý. Không nên lơ là, mất tập trung, tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Tuổi Tuất nên dành thời gian để xem xét lại các kế hoạch, xác định cách thực hiện như thế nào để mọi chuyện diễn ra được thuận lợi hơn. Hãy cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, chuyên tâm vào công việc thay vì đấu đá, thị phi hay giành giật bon chen với người khác. Việc ganh đua, cạnh tranh sẽ chỉ khiến bạn dính vào các rắc rối không đáng có, gây ảnh hưởng tới uy tín và hiệu suất làm việc. Nếu không chịu ở ẩn, tránh xa các buổi tụ tập đàm tiếu, bạn có thể khiến cấp trên chú ý và bị đánh giá thấp, bị sa thải hoặc thất sủng. Tử vi năm 2024 của người tuổi Tuất dự báo, phần đầu tiên của năm sẽ là khoảng thời gian bạn ngồi lại và suy ngẫm về những kỳ vọng của mình, đồng thời buộc bạn phải kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Ngoài ra, cuộc sống nơi công sở không mang lại nhiều thỏa mãn. Một số người tuổi Tuất có thể nghĩ tới chuyện đổi việc. Sự căng thẳng bắt nguồn từ chỗ một vài công việc trở nên quá tải, vượt ngoài khả năng của bạn. Hãy yêu cầu giúp đỡ nếu cần. Hãy thận trọng với những kẻ không muốn thấy bạn bình yên. Động cơ không lành mạnh có thể được giấu kín sau những hành động có vẻ vô hại của họ. Hãy tránh xa rắc rối của người khác. Bạn đã có quá đủ vấn đề cần giải quyết rồi. Đừng để ý nhiều vào công việc của mọi người. Kể cả khi bạn nhiệt tình giúp đỡ, họ cũng sẽ chẳng cảm ơn bạn đâu. Đây là lúc bất kể điều gì bạn làm, kể cả với dụng ý tốt nhất, cũng có thể quay lại phản bạn. Hãy làm tốt công việc của mình và hoàn thành đúng thời hạn. Nếu có sự chia rẽ tại cơ quan, hãy kiềm chế đừng tham gia bè phái vì bạn sẽ chẳng thể nào chiến thắng. Tốt nhất là nên giữ thái độ trung lập. Nếu bạn đang tìm việc, sẽ không có quá nhiều cơ hội. Nhưng một cơ hội là đủ, đặc biệt là vào mùa xuân, để thay đổi tất cả. Sau đó, một hợp đồng dài hạn có thể được ký kết, mang đến cho bạn những triển vọng mới giúp ổn định vị trí và giúp bạn có tầm nhìn tốt hơn về sự nghiệp của mình sẽ phát triển như thế nào. Tuổi Tuất thân mến, cuộc đời không phải là một cuộc đua. Nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích mà chính là những gì bạn cảm nhận được trên từng chặng đường đi. Bạn phải nắm giữ được trái tim của người bạn cần trước khi trí não của họ có thể phát huy tối đa được tiềm năng của nó. Thật dễ tìm kiếm và đánh giá những lỗi lầm của người khác nhưng sẽ khó nhận ra sai lầm của bản thân mình. Tiếp theo là phương diện tài lộc của tuổi Tuất trong năm 2024. Trong năm Giáp Thìn này, tài chính của tuổi Tuất có thể sẽ bị thiệt hại lớn. Bạn cần cố gắng giữ vững nguồn thu nhập ổn định đến từ công việc toàn thời gian.
tránh nghỉ việc bốc đồng trong khi chưa tìm được việc mới. Hãy chỉ từ chức khi bạn chắc chắn đã có cơ hội việc làm tốt. Đừng nghĩ tới chuyện làm giàu bằng đường tắt hay chỉ sau một đêm. Lời khuyên cho bạn là không nên bỏ tiền ra làm bất cứ điều gì không chắc chắn, bằng không, tổn thất sẽ rất nặng nề. Đây cũng là một năm đầy nguy hiểm đối với việc kinh doanh cho người tuổi Tuất. Những rắc rối bất ngờ xuất hiện từ khắp nơi khiến bạn lo lắng mất ngủ. Cố gắng nghỉ ngơi đầy đủ và tránh làm thêm giờ quá nhiều. Tâm trí mệt mỏi sẽ khiến bạn phạm sai lầm không được phép mắc phải. Đây không phải lúc tung ra các dự án lớn và cũng đừng tìm cách kháng cự những kẻ thù tưởng tượng. Mọi việc sẽ được cải thiện vào cuối năm và vận may sẽ quay trở lại vào năm sau. Tạm thời hãy bám cho thật chắc. Tuổi Tuất trong năm này cũng cần phải thắt chặt chi tiêu, quản lý tài chính cẩn thận, chứ nên tiêu xài hoang phí quá mức bởi vận trình tài lộc của bạn đương khá ảm đạm. Con giáp này có thể sẽ phải đối mặt với họa phá tài rất lớn, tiền bạc mất mát mà không có cách giải quyết. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên ra ngoài gặp gỡ khách hàng, đối tác làm ăn để thúc đẩy mối quan hệ xã giao, vừa là để bàn bạc những công việc cần triển khai trong thời gian tới. Nhìn chung cuộc gặp gỡ diễn ra vui vẻ, cởi mở và người tuổi Tuất đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Trong kinh doanh, người tuổi Tuất cần kiềm chế, tránh tranh luận nhiều. Thái độ thiếu bình tĩnh của bạn có thể làm mất đi nhiều khách hàng và bạn làm ăn tiềm năng. Nếu có thể, hãy trì hoãn các việc chốt thỏa thuận và ký hợp đồng tới một thời điểm thích hợp hơn. Nếu có các cuộc họp quan trọng cần tham gia, tốt nhất hãy cử đại diện thay thế. Người làm kinh doanh cũng nên làm việc độc lập, hoàn thành tốt những dự án kế hoạch đề ra, thay vì soi mói, để ý quá nhiều tới các đối thủ. Năm này bạn cần nghỉ ngơi chút ít và tránh làm cho mọi sự trở nên rối loạn. Người tuổi Tuất cần hết sức cảnh giác với những thay đổi bất ngờ. Có thể phải đưa ra một số quyết định nhanh chóng. Chỉ nên chọn các phương án đã được tính toán kỹ, đừng nghe theo trực giác của mình trong năm này. Nếu bạn còn lưỡng lự thì nên tham khảo ý kiến của một hoặc vài người mà bạn tin tưởng. Hãy giữ kín những băn khoăn và lo âu cho riêng mình, đừng chia sẻ chúng với cấp dưới. Người làm lãnh đạo cần nuôi dưỡng niềm tin nơi các nhân viên của mình. Hãy tỏ rõ sự mạnh mẽ của mình kể cả nếu bên trong bạn chưa thực sự cảm thấy vậy. Ý chí vững mạnh sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn của năm này. Năm này, để mở rộng cơ hội kinh doanh, bạn nên tập trung củng cố các mối quan hệ đã có và tạo dựng các mối quan hệ mới. Điều này sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong tương lai gần. Đừng quên tạo dựng cả các kết nối ngoài công việc. Năm này bạn được phép lắng nghe trực giác, nếu thấy ổn thì cứ mạnh dạn tiến lên. Vận may tiền bạc năm này tốt, doanh thu có thể tăng, có cơ hội kiếm được tiền lớn. Tuổi Tuất thân mến, nếu bạn cảm thấy mất phương hướng và không biết mục tiêu sống của mình là gì, hãy nghĩ đến những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Họ đang trải qua những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Họ yêu quý cuộc sống biết bao nhưng sẽ không có cơ hội để tự hỏi như thế nữa. Có những lúc bạn sẽ thất vọng vì đặt niềm tin không đúng chỗ. Dẫu thế, đừng bao giờ tỏ ra bi quan hay chán nản. Cuộc sống thà bị lừa dối còn hơn không một lần dám tin. Tuổi thơ báo hiệu cho đời người, cũng như buổi sáng báo hiệu cho một ngày. Tiếp theo là phương diện tình duyên của tuổi Tuất trong năm 2024. Chuyện tình yêu của người tuổi Tuất năm 2024 tổng quan khá tốt với những cặp đang yêu và đã kết hôn. Dù có xảy ra nhiều va chạm và mâu thuẫn, bạn sẽ tìm được cách để thỏa hiệp và làm lành với nửa kia. Nhờ vậy mà cuộc sống đôi lứa vẫn rất ngọt ngào và hài hòa. Nhiều khả năng, nguyên nhân cãi vã giữa hai bạn chủ yếu liên quan tới tiền bạc. Do vậy, bạn sẽ cần chăm chỉ kiếm tiền nhiều hơn. Đối với những người đã xác định một mối quan hệ, đã đến lúc củng cố cam kết bằng cách đưa ra những lựa chọn quan trọng như kết hôn hoặc lên kế hoạch có con. Đã đến lúc có một cái nhìn dài hạn về tình cảm. Trong trường hợp có những thách thức mới có thể phát sinh, hãy giải quyết chúng một cách kiên trì hơn. Những người tuổi Tuất độc thân sẽ có nhiều cơ hội để tiến tới một mối quan hệ yêu đương trong năm. Nó cũng thuận lợi cho việc mở rộng vòng kết nối xã hội. Họ cũng có một sự thôi thúc mạnh mẽ để có được mối quan hệ yêu đương và nuôi dưỡng nó. Bạn có thể gặp được người chiếm được trái tim của bạn, mở ra những triển vọng tình yêu mới trong tương lai. Sự khởi đầu của mối quan hệ này thực sự sẽ có những khía cạnh lâu dài. Với các cặp vợ chồng còn có thêm kỷ niệm đẹp bên nhau. Không còn tranh cãi, bất đồng quan điểm như trước nữa khi mà cả hai học được cách lắng nghe, chia sẻ và tìm hiểu nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn trước đó và tình yêu của hai người đã chiến thắng.
Tuổi Tuất thân mến, nếu thật sự muốn yêu thương, ta phải học cách tha thứ. Đừng để những khó khăn đánh gục bạn. Hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua. Hãy cảm ơn vì bạn đã mắc phải những lỗi lầm. Bởi nếu không, bạn không có cơ hội nhìn lại mình để hoàn thiện hơn. Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ. Tất cả chúng ta đều cần sự giúp đỡ ở bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời. Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu. Đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn. Tiếp theo là phương diện sức khỏe của tuổi Tuất trong năm 2024. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Tuất năm tới khá tệ do thổ khí quá vượng. Bạn có thể gặp phải nhiều bệnh nặng, cần được chăm sóc và điều trị ngay. Trong năm 2024, hãy đi thăm khám thường xuyên để phát hiện ra vấn đề kịp thời nếu có bệnh. Ngoài ra, bạn không nên tham gia những trò chơi, hoạt động mạo hiểm để bảo toàn sức khỏe cũng như tính mạng cho bản thân. Bạn có thể duy trì sức khỏe thể chất thông qua một chương trình tập thể dục và chế độ ăn uống tốt. Các hoạt động ngoài trời như thể thao cũng sẽ giúp ích rất nhiều. Căng thẳng và lo lắng sẽ có tác động lớn đến sức khỏe tinh thần. Chúng có thể được chăm sóc bằng các phương pháp thư giãn như thiền và yoga. Thư giãn đầy đủ cũng sẽ có lợi cho sự nhanh nhẹn của tinh thần. Sức khỏe của tuổi Tuất chủ yếu biểu hiện ở chứng hoa mắt chóng mặt. Do huyết hư khiến sự nuôi dưỡng tại não bị thiếu hụt mà sinh ra hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn hay váng đầu làm cho sắc mặt nhợt nhạt, tay chân yếu, run, mạch vô lực. Do cơ thể thiếu khí huyết nên không có đủ máu để cung cấp và nuôi các tế bào của cơ thể mà có thể quan sát bằng mắt thường thông qua màu sắc thể hiện trên da mặt. Hay bị nhức đầu trong lúc làm việc, nhất là làm việc nhiều, hoặc sau khi ngủ dậy cũng bị nhức đầu. Tuổi Tuất thân mến, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi cũng là một trong những bí quyết chăm sóc sức khỏe mà bạn có thể tham khảo. Khi tìm thấy được sự cân bằng trong cuộc sống, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, khỏe mạnh và có hiệu suất làm việc tốt hơn. Để làm được điều này, bạn nên quản lý thời gian tại nơi làm việc. Hãy cố gắng hoàn thành các công việc được giao tại công ty. Sau đó dành thời gian nghỉ ngơi và làm những điều mà mình yêu thích. Ngoài ra, cũng nên nói không với những việc không cần thiết. Nên lắng nghe những câu chuyện tích cực và hài hước hoặc trò chuyện với người thân hay bạn bè để thư giãn sau một ngày dài. Đặc biệt, đừng quên chú ý đến giấc ngủ. Tốt nhất bạn ngủ đủ 7 đến 8 tiếng ngày để tái tạo năng lượng, giúp bạn cảm thấy tràn đầy sức sống vào sáng hôm sau. Và sau đây là tử vi chi tiết, dành riêng cho từng tuổi Tuất trong năm 2024. Tử vi năm 2024 tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Thuộc mệnh Mộc, bình địa Mộc, thiên can Mậu, địa chi Tuất mang ý nghĩa tiến sơn chi cầu, chó vào núi. Bước sang năm 2024, bản mệnh vừa tròn 67 tuổi âm lịch. Theo học thuyết ngũ hành, mệnh Mộc của tuổi tương sinh với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn 2024, Mộc sinh hỏa. Thiên can Mậu tương khắc với can Giáp, địa chi Tuất tương xung với Thìn. Như vậy lá số tử vi của tuổi Mậu Tuất trong năm 2024 có hợp, có xung. Điều này dự đoán cuộc sống của bản mệnh sẽ có thuận lợi lẫn cả thử thách cần vượt qua. Tuy vậy ở độ tuổi này, nếu biết hài lòng với cuộc sống, trân quý những gì mình đang có thì sẽ được an vui, hạnh phúc, không vướng bận điều gì. Nam mạng tuổi Mậu Tuất năm 2024. Gặp sao Thái Bạch, hạn toán tận. Vận hạn trong năm nay chủ về hao tổn tiền bạc, tài sản. Nếu làm ăn buôn bán thì cần thận trọng. Còn đối với người duy trì công việc nhẹ nhàng, an ổn thì không vấn đề gì. Ở độ tuổi này, sức khỏe là vấn đề hàng đầu mà bản mệnh cần quan tâm. Người xưa có câu có sức khỏe là có tất cả. Khi thể chất khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn thì cuộc sống mới được hạnh phúc, tốt đẹp. Việc duy trì một thói quen sống lành mạnh sẽ giúp nam Mậu Tuất làm chủ được tình hình sức khỏe của mình. Chăm chỉ thể dục thể thao, vận động thường xuyên, ăn uống thanh đạm để nâng cao sức đề kháng, đẩy lùi bệnh tật. Nữ mạng tuổi Mậu Tuất năm 2024. Gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Trong hệ thống cửu diệu, Thái Âm là phúc tinh chủ về những điều may mắn, cát lành đến với công việc, gia đạo. Năm này, bản mệnh sẽ được hưởng an vui bên con cháu, người thân trong gia đình. Tuy vậy, hạn huỳnh tuyền nhắc nhở mệnh chủ lưu tâm nhiều hơn đến sức khỏe, đời sống tinh thần. Nữ Mậu Tuất nên tu dưỡng tâm tính, suy nghĩ tích cực, sao cho sống an vui tuổi già, thân tâm đều được an lạc. Năm này, bản mệnh biết quý trọng sinh mệnh,
tận hưởng hạnh phúc đến từ những điều giản đơn nhất. Những bữa cơm thân mật trong gia đình, dành thời gian để giúp đỡ con cái công việc nhà, đọc một cuốn sách, sẽ giúp tâm trí của nữ mạng tuổi Mậu Tuất được thảnh thơi, tràn đầy năng lượng. Tử vi năm 2024 tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, thuộc mệnh Kim, Thoa Xuyến Kim, Thiên Can Canh, địa chi Tuất mang ý nghĩa tự quan chi cầu, chó nhà chùa. Bước sang năm 2024, bản mệnh vừa tròn 55 tuổi âm lịch. Năm 2024 Giáp Thìn là năm mệnh hỏa. Theo thuyết ngũ hành, mệnh hỏa của tuổi Bình hòa với mệnh hỏa của năm. Thiên Can Canh tương xung với Can Giáp, địa chi Tuất tương xung với Thìn. Tổng quan cuộc sống của tuổi Canh Tuất trong năm nay sẽ được bình an nếu bản mệnh sống biết đủ, bình thản trước mọi sự trong đời. Ở độ tuổi xế chiều, tuổi Canh Tuất không còn nhiều nỗi lo toan trong cuộc sống. Thay vào đó, mệnh chủ hướng vào đời sống tâm hồn nhiều hơn, chiêm nghiệm những điều đến với mình, đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng. Nam mạng tuổi Canh Tuất năm 2024 gặp sao La Hầu, hạn tam kheo. Vận hạn trong năm nay chủ về tai tiếng, thị phi, sức khỏe, ảnh hưởng tới những người tính cách ích kỷ, dễ bị tiêu cực. Còn đối với người sống ngay thẳng, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói thì không cần lưu tâm. Năm này bản mệnh chỉ nên duy trì sự ổn định trong công việc, hạn chế có những quyết định táo bạo, thay đổi đột ngột. Sự nghiệp tuy không có những bước phát triển đột phá như thời trẻ nhưng bù lại rất vững vàng. Trong gia đạo, nam tuổi Tuất 1970 nên dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh những người thân trong gia đình. Có những khoảnh khắc trôi qua đi sẽ không thể quay lại. Suy cho cùng, sự nghiệp cuối cùng của đời người chính là hạnh phúc gia đình. Nữ mạng tuổi Canh Tuất năm 2024 gặp sao Kế Đô, hạn thiên tinh. Vận hạn trong năm Giáp Thìn chủ về mâu thuẫn trong gia đạo, sức khỏe suy giảm. Vì vậy mệnh chủ nên chú ý trong cách cư xử hàng ngày, giữ tinh thần luôn thoải mái, vui vẻ, tránh nóng giận thất thường. Sức khỏe sẽ được cải thiện nếu nữ Canh Tuất biết yêu thương bản thân, dành thời gian chăm sóc cho chính mình. Mệnh chủ có thể tham gia các câu lạc bộ, tổ chức xã hội để đời sống tinh thần được vui vẻ, tự tin. Bên cạnh đó, trong cuộc sống gia đình đôi khi khó tránh khỏi mâu thuẫn. Chỉ cần nữ tuổi Tuất 1980 bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, lắng nghe nhiều hơn thì sẽ kết nối được tình cảm giữa mọi người lại với nhau. Tử vi năm 2024 tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, thuộc mệnh Thủy, Đại Hải Thủy, Thiên Can Nhâm, địa chi Tuất mang ý nghĩa cố ra chi khuyển, chó về nhà. Bước sang năm 2024, bản mệnh vừa tròn 43 tuổi âm lịch. Theo thuyết ngũ hành, năm 2024 là năm mệnh hỏa, có mối quan hệ tương khắc với mệnh thủy của tuổi. Thiên Can Giáp tương sinh với Can Nhâm, địa chi Thìn tương xung với Tuất. Nhìn chung cuộc sống của tuổi Nhâm Tuất trong năm Giáp Thìn có nhiều may mắn, tốt đẹp, song vẫn phải trải qua một số thử thách. Năm nay bản mệnh nên ưu tiên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, người thân xung quanh. Khi kinh tế đã ổn định thì đây là lúc tuổi Nhâm Tuất tận hưởng những phút giây ngọt ngào, ý nghĩa của cuộc sống. Nhâm Tuất nam mạng năm 2024 gặp sao Kế Đô, hạn địa võng. Vận hạn này chủ về những thử thách cần vượt qua trong cuộc sống, đặc biệt là khía cạnh tình cảm. Vì vậy bản mệnh nên quan tâm, chia sẻ nhiều hơn với người bạn đời bên cạnh để tình cảm thêm gắn bó, hạnh phúc. Là người coi trọng sự nghiệp, nam Nhâm Tuất đã dành phần lớn thời gian của tuổi trẻ để theo đuổi đam mê, khát vọng. Ở độ tuổi này, khi công việc đạt được những thành quả nhất định, bản mệnh nên làm nhiều điều ý nghĩa hơn cho gia đình của mình. Mọi người trong gia đình sẽ gần gũi nhau hơn nếu có những buổi trò chuyện, chia sẻ hoặc những bữa cơm thân mật. Hạnh phúc thường đến từ những điều giản đơn, chỉ cần ta sống chậm lại thì sẽ cảm nhận được. Nhâm Tuất nữ mạng năm 2024 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Đây là cát tinh mang tới nhiều niềm vui, may mắn trong cuộc sống. Bản mệnh trong năm này có thể thực hiện những dự định bản thân đã ấp ủ bấy lâu nay. Tuy vậy, hạn địa võng nhắc nhở nữ Nhâm Tuất đề phòng kẻ tiểu nhân, những điều thị phi. Trong các mối quan hệ, nên giữ lời ăn tiếng nói, không bàn tán chuyện của người khác, tập trung vào cuộc sống của mình, thì sẽ tránh được thị phi. Học cách yêu bản thân nhiều hơn là chìa khóa hạnh phúc dành cho nữ tuổi Tuất 1982. Mặc dù sống hy sinh cho gia đình,
nhưng mệnh chủ vẫn cần trở thành người phụ nữ độc lập, tự tin. Có như vậy mới tràn đầy năng lượng sống tích cực, làm chủ được cuộc sống của mình. Tử vi năm 2024 tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Thuộc mệnh Hỏa, sơn đầu Hỏa, thiên can Giáp kết hợp với địa chi Tuất mang ý nghĩa thủ thân chi cẩu, chó giữ mình. Bước sang năm 2024, bản mệnh vừa tròn 31 tuổi âm lịch. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, thuộc mệnh Hỏa. Theo học thuyết ngũ hành, mệnh Hỏa của tuổi Bình hòa với mệnh Hỏa của năm. Thiên can Giáp gặp Giáp được Bình hòa, địa chi Tuất tương xung với Thìn. Những yếu tố trên dự báo cuộc sống của tuổi Giáp Tuất trong năm 2024 sẽ có nhiều chuyển biến, cột mốc đáng nhớ. Ở độ tuổi xây dựng sự nghiệp và gia đình, tuổi này đứng trước các sự lựa chọn quan trọng, đòi hỏi bản mệnh phải cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng. Nam mạng tuổi Tuất 1994 năm Giáp Thìn. Gặp sao Thái Bạch, hạn thiên tinh, vận hạn trong năm nay chủ về hao tốn tài sản, tinh thần bất an. Để giảm trừ ảnh hưởng xấu này, bản mệnh nên thận trọng trước các quyết định liên quan đến tiền bạc, sống lạc quan, tích cực, hướng về những điều tốt đẹp. Đối với người làm ăn buôn bán nhỏ thì công việc túc tắc, không gặp vấn đề gì. Còn đối với người kinh doanh lớn thì phải có sự tính toán thận trọng mỗi khi đưa ra quyết định. Không nên hấp tấp, vội vàng sẽ dễ gặp phải sai lầm. Các mối quan hệ của Nam Giáp Tuất trong năm 2024 được tốt đẹp, thuận lợi. Mệnh chủ đi tới đâu cũng được bạn bè, quý nhân giúp đỡ, học hỏi thêm được nhiều thứ. Đối với người chưa lập gia đình thì sẽ tìm được mối nhân duyên trời ban. Nữ mạng tuổi Tuất 1994 năm Giáp Thìn. Gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, sao này chủ về những điều tốt đẹp sẽ đến trong cuộc sống, đặc biệt là khía cạnh tình cảm. Bản mệnh đón nhận được nhiều tin vui, gia đạo hòa hợp, êm ấm. Tuy vậy, hạn tam kheo nhắc nhở nữ Giáp Tuất nên chú ý nhiều hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, nên duy trì những thói quen sống lành mạnh như ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý, vận động thường xuyên để đẩy lùi lão hóa, tăng sức đề kháng. Năm này nữ tuổi Tuất 1994 gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân trong công việc. Chỉ cần bản mệnh chăm chỉ, nỗ lực, kiên trì không bỏ cuộc thì thành quả sẽ ở phía trước. Tử vi năm 2024 tuổi Bính Tuất, sinh năm 2006. Thuộc mệnh Thổ, ốc thượng Thổ, thiên can Bính kết hợp với địa chi Tuất mang ý nghĩa tự miên chi cẩu, chó đang ngủ. Bước sang năm 2024, bản mệnh vừa tròn 19 tuổi âm lịch. Theo thuyết ngũ hành, mệnh Thổ của tuổi có mối quan hệ tương sinh với mệnh Hỏa của năm Giáp Thìn, Hỏa sinh Thổ. Thiên can Bính tương sinh với can Giáp, địa chi Tuất tương xung với Thìn. Như vậy, tổng quan lá số tử vi của tuổi Bính Tuất trong năm 2024 có nhiều yếu tố thuận lợi. Ở độ tuổi học tập, hoàn thiện bản thân, phát triển tư duy nghề nghiệp, tuổi Bính Tuất sẽ có nhiều trải nghiệm mới mẻ. Năm này hãy giữ cho mình sự khiêm tốn, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi để dung nạp được nhiều kiến thức. Nam tuổi Bính Tuất năm 2024. Gặp sao La Hầu, hạn tam kheo, vận hạn trong năm nay chủ về tinh thần lo âu, căng thẳng, một phần do những áp lực công việc gây nên. Vì vậy bản mệnh nên chậm lại một nhịp, xác định rõ ràng mục tiêu mình muốn hướng tới, từng bước kiên trì để gặt hái thành quả. Người xưa có câu dục tốc bất đạt ý, nói rằng mọi việc nếu nóng vội, hấp tấp thì sẽ không đạt được kết quả tốt. Nam tuổi Bính Tuất làm việc gì cũng cần có sự chuẩn bị, kế hoạch rõ ràng thì mới chinh phục được mục tiêu. Khoảng thời gian này, bản mệnh nên ra sức học tập, trau dồi kinh nghiệm, vốn sống cho bản thân. Đó là những hành trang quý giá để phát triển sự nghiệp, xây dựng cuộc sống sau này. Nữ tuổi Bính Tuất năm 2024. Gặp sao Kế Đô, hạn thiên tinh, vận hạn trong năm nay chủ về những lo lắng, phiền muộn trong chuyện tình cảm. Muốn giảm trừ được tác động tiêu cực, mệnh chủ nên bao dung, nhẫn nại trong mối quan hệ của mình. Đôi lúc, tính tình thất thường khiến nữ Bính Tuất gặp phải những chuyện rắc rối. Nếu biết tu dưỡng tâm tính, rèn luyện đức hạnh, bản mệnh tự khắc sẽ biết cách xử lý mọi chuyện trong cuộc sống một cách tốt đẹp. Vào năm Giáp Thìn này, nữ tuổi Tuất 2006 nên dành thời gian để học tập, hoàn thiện và trau dồi bản thân ngày một tốt hơn. Đó sẽ là chìa khóa để mở cánh cửa hạnh phúc trong tương lai của mệnh chủ. Vừa rồi trên đây,
là tử vi chi tiết của con giáp tuổi Tuất trong năm 2024 thông qua bài viết trên. Quý AC và các bạn chắc hẳn đã có cái nhìn rõ hơn về vận trình năm mới của mình. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các nội dung tiếp theo.